Xin chào các anh chị. Video hôm nay em xin hướng dẫn mọi người làm dự toán trên địa bàn tỉnh Lào Cai, áp dụng hệ thống thông tư định mức mới nhất năm 2020. Cụ thể chi tiết từng phần thì mình sẽ lấy định mức theo định mức 10, 2019. Giá nhân công thì theo quyết định 780, ban hành ngày 27 tháng 3. Giá ca máy thì theo quyết định 1100 ngày 22 tháng 4, 2020. Cả hai quyết định này thì đều được Ủy ban dân tỉnh Lào Cai ban hành. Điều chỉnh giá vật liệu này và gì ạ? Tính cước vận chuyển thông tư 10 đó. Áp dụng các hệ số chi phí quản lý đầu tư xây dựng cũng như là chi phí quản lý dự án theo hai cái thông tư mới nhất là thông tư 09 và thông tư 16. Thì đầu tiên nói về hai cái văn bản mới ở tỉnh mình, đó là văn bản 780 về giá nhân công chưa? Thì như anh chị thấy ở đây là văn bản 780 em có ở đây rồi. Thì nếu anh chị nào chưa có mà cần tham khảo về văn bản này thì vui lòng lấy ở phần mô tả nhé, em sẽ để ở trong đó dạ. Hay là phần 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 ca máy theo quyết định 110 cũng tương tự thôi. Thì cả hai văn bản đều ban hành rất là rõ ràng các cái mức giá ở ba khu vực, khu vực 2, khu vực 3 và khu vực 4. Đấy. Thì cụ thể là khu vực 2 thì có thành phố Lào Cai này. Khu vực 3 thì có thị xã Sapa, thị trấn Phố Lu, thị trấn Phong Hải, thị trấn Tàng Lỏng và huyện Bảo Thắng. À đâu, thị trấn Tàng Lỏng thuộc huyện Bảo Thắng. Còn vùng 4 là các vùng còn lại. Thì cụ thể thì hai cái nội dung của hai văn bản này thì đã được ETA cập nhật rất là đầy đủ trên phần mềm. Thì sau đây em xin hướng dẫn mọi người này áp dụng ETA vào việc lập dự toán trên địa bàn tỉnh để thực hiện các cái nội dung mới này. Thì đầu tiên là các anh chị chú ý là để lập được các cái phần nội dung tính năng tiện ích giống như phần em đang hướng dẫn ở đây thì anh chị vừa lòng là cập nhật lên phiên bản 3.1.3.27 nhé. Đấy, thì nếu anh chị nào chưa cập nhật lên thì có thể vào website của bên em là dự toán eta.vn để tải bộ cài về để cập nhật, hoặc là vào trợ giúp chọn cập nhật phần mềm để cập nhật các nội dung mới nhất lên. Thì bước vào đầu tiên được vào cái việc làm dự toán thì bao giờ mình cũng phải là tải hoặc là cập nhật cái đơn giá định mức mới nhất. Thì mình vào tải đơn giá này, tìm lên Lào Cai và tải về. Thì anh chị nào mà mới cài phần mềm chưa tải thì tải giúp em này. Anh chị nào mà phần tải rồi, đang dùng phần mềm rồi thì cũng vui lòng tải lại để nó cập nhật những cái tiện ích mới, cái dữ liệu mới nhất nhé. Sau khi tải xong thì vui lòng chọn tỉnh Lào Cai. Bên phần chọn đơn giá thì chọn các nội dung định mức này. Khảo sát, lắp đặt, sửa chữa thì ai dùng phần nào thì dùng phần đó giúp em. Riêng phần xây dựng được tách làm hai, đó là về phần PCB30 và PCB40. Anh chị nào dùng cấp phối theo xi măng nào thì vui lòng chọn giúp em. Đó. Sau khi xong thì mình sẽ tiến hành tra cứu mã công việc. Thì việc tra cứu mã công việc thì rất là dễ rồi đúng không ạ? AG, AF, AI, AK. Thì đó anh chị cần do gõ mã số và cái hai chữ cái đầu và các cái mã số đấy, nó tự động nó tra mã công việc cho mình thôi. Thì anh chị có thể sau khi tra được công việc thì mình sẽ vào khối lượng, thì có thể vào khối lượng theo trực tiếp thế này, tổng khối lượng, hoặc là vào diễn giải thế này, chi tiết từng cái phần như nào thì nó sẽ tổng hợp lên đây. Nếu anh chị nào đã có một cái file đã làm theo định mức cũ rồi thì có thể dùng cái tính năng là tra lại đơn giá ở đây, bấm vào đây và tra lại thì toàn bộ các cái giá nó sẽ được lấy lại theo định mức mới theo đúng các cái mã hiệu này. Tuy nhiên cái việc này cũng tiện thì rất là tiện, tuy nhiên là anh chị cần phải chú ý giúp em là gì ạ? Các cái mã hiệu bây giờ có thể nó thay đổi, nó hủy bỏ đi, nó không còn đến định mức 10 nữa, hoặc là vẫn cái mã hiệu như thế nhưng mà nó lại đổi đấy ạ. Đấy, thì anh chị chú ý trong cái việc mà tra cứu mã hiệu để làm anh chị nhé. Và có một đặc điểm như anh chị thấy luôn ở cái phần mà em đang thử tra đấy ạ. Đấy, tra demo ba công tác thì thấy luôn cái việc là đơn giá gợi ý là nó không có. Thì nguyên nhân ở đây là phần định mức của bộ xây dựng nó chỉ có hao phí ở dưới này thôi. Thì một lát nữa mình sẽ phải tiến hành đưa các cái mức giá này vào, sau đó thì tính lại tiên lượng cho nó phù hợp. Được chưa? Chuyển sang phần vật liệu thì ở đây đây là cái mức giá tất cả các cái vật liệu mà được tra ở bên kia, được nhập vào ở bên này, tất cả các vật liệu liên quan giá ở đây. Thì công việc của mình bây giờ là phải điều chỉnh tất cả các giá thông báo này. Chưa? Tuy nhiên là rất nhiều anh chị có phản hồi đến bên em là ở cái mức giá thì công bố giá thì công bố những cái oxy cát đá sắt thép thì có, nhưng mà những cái vật tư như là gỗ chè nên giấy thép thì rất là khó để tra. Thì có cách nào để lấy của đơn giá cũ vào để tham khảo không? Thì ETA đã phát triển được cái tính năng đó. Thì cách nào sẽ là chuột phải này, lấy giá vật liệu gốc này. Chưa? Đó, thì anh chị nào nếu chưa hiện ra cái phần đơn giá Lào Cai 2016 này thì tải về giúp em nhé. Đó, còn ai hiện rồi thì áp dụng. Thì toàn bộ cái giá này là giá theo bộ đơn giá cũ, để vào đây để mình gợi ý. Sau đó thì mình sẽ dựa trên cái nền tảng cái này điều chỉnh giá thêm đó. Thì có thể là
anh chị muốn điều chỉnh theo giá mong muốn của mình hoặc là tham khảo giá của ETA bằng cái chức năng lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu đây. Đó. Ở đây thì ví dụ mình sẽ làm một công trình ở thành phố Lào Cai nhé. Đó, thì đây sẽ tải cái ở thành phố Lào Cai về và em lắp giá. Sau khi tiến hành được cái giá thông báo này thì mình sẽ có một cái loại có phải một cái phần nữa là phần cước vận chuyển. Thì hiện tại thì thông tư 10 ban hành thì có một cái mục chương là chương AM về hướng dẫn vận chuyển. Thì rất nhiều anh chị muốn tính theo cái phần đó thì em cũng sẽ hướng dẫn mình luôn trong cái nội dung này nhé. Thì để tính được cước vận chuyển thì mình sẽ chọn phần cộng cước vận chuyển cho em này. Đấy, cộng cước vận chuyển ở đây, cộng này. Chọn cho em là cước ô tô mới nhé. Đó. Sau đó thì tích vào phần chọn theo thông tư 10. Đó, được chưa? Chuyển sang phần cấu hình trước cho em nhé. Cấu hình trước này. Ở đây thì anh chị điền cho em hai nội dung. Một là cái phần lái xe bậc 2 trên 4 nhóm 9. Thì cái này lấy ở đâu? Lấy ở trong cái phần 7, 80 này ạ. Đó, đây. Đây, 230.000. Anh chị điền 230.000 vào vào cái nội dung này giúp em. 230.000. Đấy, thì cái còn cái lái xe này sẽ tự tính theo. Thứ hai là diesel. Diesel thì cái này thì từng thời điểm thì anh chị sẽ điền cho vào giúp em. Ví dụ thời điểm làm dự toán này diesel chỉ có khoảng 10.270 đồng thôi. Thì cái mức cả máy tương ứng nó sẽ ra được bằng này điền. Sau khi thực hiện xong rồi phần cấu hình này thì sẽ chuyển sang cước vận chuyển để điền các cái cự ly vận chuyển vào giúp em. Đó. Cát vàng này vận chuyển thế nào thì điền vào này. Được chưa? Đấy, thêm cung đường thì trượt phải là thêm dòng cước mới này. Sau đó thì thêm một cung đường nữa, ví dụ như là cung đường 1 là đi 6 cây, là đường loại 1 và cung đường 2 thì là đường loại 2, được chưa? Thì anh chị chú ý là không được thay đổi cái thứ tự vận chuyển nhé. Thứ tự của các cung đường đấy. Ví dụ các anh chị bảo là bây giờ tôi đi thì tổng là 60 cây và các loại đường như thế thì tôi đưa loại đường nào trước lên cũng được. Đấy. Đấy là quyền của tôi nhưng mà không phải như vậy đâu ạ. Cước 10 thì nó quy định rõ ràng là thứ tự, ví dụ như 6 cây đầu là đi thế nào, 6 cây tiếp theo đi thế nào thì rõ ràng anh chị phải làm đúng cái thứ tự đấy. Đây là một điểm cần chú ý. Dạ. Sau đó thì nó sẽ phần mềm nó tự động phân chia nó theo công thức 10 và nó ra 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 được cước vận chuyển của một khối ở đây thôi. Có một cái tính năng khá là hay, đó là ví dụ như cát và đá vận chuyển giống nhau thì mình có thể chuột phải sao chép bằng cước của cát vàng. Dạ. Thì là tức cái ông đá này nó sẽ vận chuyển tương tự thôi như anh chị thấy. Thì cái việc mà làm cước vận chuyển nó rất là tiện thôi. Ở trên này thì cũng có cái tính năng là ẩn vật tư không tích cước để cho cái bảng cước của mình nó đẹp hơn. Đó, được chưa? Ngoài ra thì cái phần vận chuyển bằng cái phương tiện gì thì anh chị cũng có thể lưu ý để chọn nhé, chọn loại phương tiện cho đúng, đó, phù hợp với cái điều kiện thực tế của mình và giá vật liệu nó sẽ được cộng thêm cái phần cước vận chuyển để ra được giá hiện trường như ở đây, như anh chị thấy. Thao tác xong rồi trong phần vật liệu thì mình sẽ chuyển sang phần nhân công. Thì đây giá theo 780 đã được cập nhật đầy đủ, mình chỉ cần chuột phải này, lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu này và áp theo theo vùng. Anh chị nào nếu chưa hiện cái bảng này ra thì chọn giúp cái nội dung tải về ở đây nhé, tải về này. Và sau đó khi không hiện lên thì sẽ chọn áp dụng như em đang làm công trình ở vùng vùng 2 tức là thành phố Lào Cai thì em sẽ chọn vùng 2. Tương tự như vậy máy thi công mình cũng áp tương tự nhé. Đấy thì cũng áp tương tự này. Đó. Đấy, chọn đến 1100 vùng vùng 2 và áp. Thì ở đây cái nội dung máy thi công này sẽ có một điểm khác biệt một chút, đó là gì ạ? Là cái giá ca máy này có thể thay đổi theo thời gian, nguyên nhân là như nào? Là về nhân công thì là cố định rồi, tuy nhiên là phần nhiên liệu thì nó sẽ khác. Thì đây là nội dung nhiên liệu cấu thành nên cái bảng giá cao máy 1100. Tuy nhiên là nếu thời điểm anh chị làm dự toán mà các cái giá nhiên liệu này nó khác thì anh chị phải bù trừ lên, đúng không ạ? Thì cách nào là như nào? Mình sẽ tích vào bù giá này. Tích vào bù giá giúp em ạ. Đấy, thì anh chị nhớ nhé, nhớ nhé. Cấu thành nên bảng giá cao máy 1100 là mức xăng là 10509, được chưa? Diesel là 10027. Điện là 1685. Đấy. Thì anh chị nhớ cái mức giá này để tiến hành bù trừ. Đấy. Sau khi tích vào bù giá rồi, quay lại phần mềm nhé, tích vào bù giá này, chọn bảng giá bù giá ca máy. Thì đây do là mình đã chọn được cái bảng giá ca máy ở vùng nào rồi, cho nên là sang cái bảng này mình sẽ không bù thợ lái nữa, mình chỉ bù cái nhiên liệu thôi, được chưa? Bước tiếp theo là mình sẽ chọn bảng nhiên liệu ở đây. Điều chỉnh cái mức giá gốc là theo cái mức giá ở trên kia, ví dụ như giá gốc diesel của mình là 10207. Điện của mình là 1685. Đấy, xăng của mình nó nhiêu đấy ạ? Xăng của mình là 10509. 10509. Đấy. Còn cái mức giá hiện trường thì sẽ là mức giá mà anh chị đang lập dự toán. Em lấy ví dụ thời điểm hiện tại nhé. Thời điểm em đang làm này, là dự toán này. Thì giá nó y hệt đây, vì nên là sát rất là sát ngày rồi. Ví dụ sau này đi anh chị làm cái chỗ này lên 15.000, điều chỉnh vào đây. Được chưa? Điện thì có thể là lên 1.700, như thế. Hay là cái mức độ này lên 16.000.
Như thế, lấy ví dụ đó, cập nhật lại thì lập tức nó sẽ ngoài cái giá ở đây, cái giá theo mảng giá cái máy đây thì nó sẽ phải được bù một cái nội dung chênh lệch nhiên liệu nữa để nó mới ra được cái mức giá hiện trường. Đấy, anh chị chú ý cái điểm này. Rất nhiều anh chị đã bỏ qua cái điểm này là chỉ cần áp cái giá 1100 là được thì nó sẽ tương đối là thiệt thòi vì mức giá mà nhiên liệu mà xây dựng lên 1100 thì nó rất là thấp. Sau này giá tăng lên thì mình sẽ bị thiệt thòi ở cái bảng bảng bù này đấy. Sau khi thực hiện xong cái nội dung ở bảng ba bảng vật liệu nhân công máy thì sẽ quay trở lại tiên lượng này. Anh chị chọn cho em là tính lại đơn giá theo định mức nhé. Đó. Chọn tính lại theo giá hiện trường nhé. Tính lại tất cả công tác và tích thêm vào cái phần này cho em. Chọn tính lại. Thì lập tức phần mềm nó sẽ dùng các cái giá hiện trường nó tính lại điền vào đây thôi. Xong xuôi thì mình sẽ chuyển cho bảng tổng hợp kinh phí hạng mục để mình chọn phân tích theo thông tư công chính. Thì bảng này nội dung của thông tư công chính thì đã cập nhật thì đang tính theo định mức mà nên anh chị chọn cho mình là cái mẫu thông tư công chính trực tiếp này. Đó. Tích vào phần hệ số chi phí xây lắp. Chọn hệ số đi thông tư. Chọn cho em loại công trình để phần mềm nó nội suy là chi phí chung này, cả các chi phí như là nán trại hay là chị thế chính trước, sau đó thì đóng lại. Ok chưa? Bước tiếp theo là mình sẽ chọn phân tích lại công trình một lần giúp em. Thì cái bước này giúp mình là đồng bộ dữ liệu này. Đấy, và chạy tất cả dữ liệu một lần, giống như kiểu bạn ở vậy rồi tôi xong rồi đấy, ông phân tích công trình cho tôi đi. Và nó sẽ tính được là GXD và nó sẽ chuyển xuống nội dung của bảng tổng hợp kinh phí theo nội dung thông tư 16. Thì đây anh chị chọn giúp em loại công trình nhé. Đấy, bước thiết kế này và phần chọn chi phí này. Chọn chi phí ở đây. Chọn chi phí. Đấy, thì các cái chi phí nào mà mình giữ lại và hoặc giữ lại thì mình không tích hay mình vẫn giữ tích nhé. Chi phí nào mình không dùng thì mình lại bỏ tích đi và đóng lại thì nó sẽ thành một cái bảng tổng hợp kinh phí phù hợp với nội dung của mình. Đến cái bước cuối cùng mình cần thực hiện đó là gì ạ? Là lưu file để gửi lại này hoặc là xuất Excel ra để lưu hoặc là gửi cho cái đối tác bên kia của mình không 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 dùng phần dự toán data thì có thể không dùng dự toán data thì có thể người ta dùng cái file trung gian là Excel để người ta thẩm định hay là người ta kiểm tra file của mình. Chú ý là tiên lượng đã được tính lại theo giá hiện trường cho nên là phải được link sang hoặc là không link thì nội dung này thì anh chị tùy chọn theo cái mong muốn của mình nhé. Đồng ý này và rất là nhanh chóng thì phần mềm đã xuất ra Excel cái nội dung cho mình thôi. Thì trên đây qua với cái việc nhập một cái dự toán rất là nhỏ tầm khoảng 3 công tác ở đây thôi thì em đã giúp anh chị hình dung được và cũng như là nắm được cái quy trình lập dự toán trên phần mềm dự toán data áp dụng cho địa bàn tỉnh Lào Cai và thực hiện các cái nội dung mới nhất về nhân công về ca máy. Thì rất mong là anh chị theo dõi và thực hiện theo. Nếu trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc thì vui lòng liên hệ lại với bên em để được trợ giúp. Đây là thông tin số điện thoại của em. Ngoài ra thì các cái file về nội dung 780 hay là 1100 em sẽ để trong phần mô tả. Anh chị nào có nhu cầu thì có thể tải về để tham khảo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các clip lần sau của em. Xin cảm ơn.